Đất nằm vị trí nhạy cảm, trung tâm thành phố, nơi giao thoa với nền kiến trúc xưa Sài Gòn và nền kiến trúc đương đại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây để chứng kiến quá trình phát triển thành phố từ những ngày đầu tiên với chợ Bến Thành cho đến cuộc đấu tranh trên Sài Gòn gia đình, mà một trong những dấu ấn đó là quảng trường Võ Thị Trang và tương lai phát triển rực rỡ với những kiến trúc cao ốc lộng lẫy hoành tráng. Đề bài cuộc thi Blue Scott Field là một công trình nhỏ nhưng không hề nhỏ, công trình chạm xe bus tuy nhỏ về quy mô rất lớn về tầm vóc ở một vị trí quan trọng. Công trình này trở thành điểm kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vấn đề đặt ra hệ khó khăn và gai góc. Công trình ngoài việc đảm bảo những yêu cầu bắt buộc một chạm xe bus, nó còn phải mang một trọng trách lớn, trở thành một biểu tượng của thành phố và điểm kết nối giữa các phong cách kiến trúc của các điểm nhấn lịch sử văn hóa. Với những mối quan tâm đó, nhóm thiết kế đã cảm thấy tâm đắc với hình ảnh tư thế sấm mình chuẩn bị ném đĩa của tượng lực sĩ Miron Hy Lạp. Từ đó chúng tôi đề xuất ý tưởng chuyển mình và kết nối những đặc trưng của thành phố Sài Gòn hiện nay với những nét tương đồng, đặc biệt là với khu đất ở trung tâm. Con người Sài Gòn thì dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng rất phóng khoáng và thoải mái. Vì vậy, thay vì một không gian tù túng và hạn chế của chạm xe buýt hiện hữu, chúng tôi đề xuất giải pháp không gian mở với sự giúp đỡ từ công nghệ của thép Blue Scott. Những dàn lưới thép sẽ đan trong không gian những đường cong hoa mỹ, tạo nên những điểm nhấn độc đáo. Từ quảng trường Võ Thị Trang, công trình nhẹ nhàng thanh thoát hiện ra như một dải lụa kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Một dòng chảy ngầm lịch sử hiện ra trong mắt những người có mặt tại nhà bus. Khi phóng tầm mắt ra xa là chợ Bến Thành cổ kính xa xưa, gần hơn là công trường Võ Thị Trang lưu dấu một dấu chân anh hùng của nhân dân Sài Gòn gia đình. Ở bên kia của chợ xe bus là công trình tòa nhà Metropolitan sắp thi công, cao vút sang trọng, mang hơi thở thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những hành đối lập quá khứ và hiện tại của cổ xưa và tương lai được kết nối vào nhau một cách nhẹ nhàng chuyển chuyển với dàn kết cấu thép thanh nhã. Tầm nhìn Sài Gòn, một tên gọi rất thích hợp với công trình, không chỉ biểu hiện tầm nhìn của con người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, mà cái tên còn khẳng định đây là một vị trí đẹp, không gian đẹp để có thể mở rộng tầm nhìn của thành phố từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Với những du khách quốc tế đặt chân lên khu cà phê ảnh nhẹ của chợ xe bus ở tầng 2, khi ngước nhìn ra quảng trường, tượng của vị tướng Trần Minh Hạng với con chim bồ câu trên tay dẫn dắt họ khám phá ra một hình ảnh vũ khác như là cánh cấu mái hay những cánh chim hòa bình. Đó cũng là một thông điệp nằm ở công trình, một biểu tượng của thành phố có sự hòa bình, thân thiện, mến khách. Và hòa bình cũng chính là một cái tên hay là cho công trình, một khát khao của đất nước con người Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh của thành phố Sài Gòn đầy năng động, nồng nhiệt, yêu chuộng hòa bình và thân thiện. Với những đường cong uốn lượn, công trình tưởng như tĩnh mà lại như động, như tư thế của một vận động viên ném đĩa xoắn hết các cơ bắp, dồn nén toàn bộ năng lượng để tung ra một chuyển động cực nhanh và mạnh. Công trình cũng tạo cảm giác cho người xem một sự chuyển động đang chực chờ bùng nổ. Bố trí công năng của chạm xe bus đơn giản và rõ ràng, không gian mở hoàn toàn với những điểm nhấn thú vị, cây xanh, hồ nước, phòng đợi, công nghệ trên cao. Nhân viên có chỗ ngồi kín đáo, thoáng mát, thoải mái bên trái. Nơi tiếp khách nối liền văn phòng của trạm ở bên phải, mở cả khu vực hội chợ, khu kỹ thuật và phòng tài vụ, kế toán, bố trí hợp lý. Còn ngay giữa là nơi bán vé, nổi bật lối đi rộng và nhánh nhá bằng những cái cuốn lượn của 7M có đặt tên vào bên trong. Nơi này có thể là máy ATM hoặc điện thoại công cộng. Do những cuốn lượn nằm rất đầy những phong phú của công trình, chúng tôi sẽ có hai tên gọi: Sài Gòn View Bus Station tầm nhìn Sài Gòn hoặc Bi Bus Station Hòa Bình. Sài Gòn View mang nghĩa nhẹ hơn và có khả năng trở thành một thương hiệu quốc tế, trong khi đó Bi lại ngắn gọn, dễ nhớ, thân thiện và phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền chính trị về một hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, muốn làm bạn với cả thế giới. Những ý tưởng của chúng tôi đã được thể hiện nhờ vào